Ở thế giới cây nho, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay em quay cho mọi người xem về cái những cái chậu nho mà canh đến cái dịp Tết đó mọi người. Thì mọi người cũng trưng hô mai này, tắc đồ này, thì cũng Tết năm nào thì ngày nào nhà nào cũng có một cái chậu đó hết á, cúc đồ đó. Thì hôm nay thì biết mọi người về cái nho chậu ha, là một cái loại cây mà cảnh được xuất hiện 1-2 năm gần đây ha, rất là ok luôn đó mọi người xem. Đây, quay gần cho mọi người xem nè. Đây thì chùm nho nè mọi người thấy không, chậu à, trồng chỉ có như đây thôi đó, để dễ vận chuyển ha. Đó mọi người thấy những cái chùm nho nè, clip này là em quay mọi người xem là nó còn xanh, nó còn xanh. Thì từ đây tới Tết là còn có 1 tháng mấy nữa đó, 1 tháng mấy nữa là bắt đầu trái nó chín, tại vì người nông dân ở đây người ta trồng á, trồng cảnh để canh dịp bán Tết hơn mọi người. Đúng Tết luôn là trái chín đỏ, nó mang một cái ý nghĩa rất là phong thủy. Thì đỏ mọi người, nó mọi người rất là thích, cây lá thì rất là xum xê đó mọi người. Mà nhiều cái năm trước á, cái anh chị mua bên em á, em gửi rồi, khi mà Tết gửi hình qua rất là ok mọi người. Trang trí đèn đồ này nó như trên hình ảnh á, đèn đồ nè, rồi mấy bao lì xì lên những cái chùm nho màu đỏ như rất là đẹp, rất là độc luôn, độc lạ luôn mọi người. Đó mọi người xem rất là ok. Đó thì mọi người xem cái cây nho mà em đem quay cho mọi người xem nè. Đó thì mọi người xem, quay tới gần nè, em sẽ đếm chùm nè. Cái gốc nho nó chỉ bằng đâu đó bằng ngón tay cho mọi người thôi nè, nhưng mà nó quen quả rất là ok đó. Nhiều anh chị, em quay nhiều clip á, nhiều anh chị là cứ tưởng là đây là treo lên giả để quay câu view rồi cho mọi người xem đó mọi người, nhưng mà thật chất nó là thiệt nha mọi người. Thì nếu mà mọi người không tin thì camera hãy quay gần xíu nữa nè. Đó mọi người xem nè. Đó mọi người thấy không, đây là những cái lây lá thật nha mọi người. Đó đó, và đây là cái cuốn của nó nè, thấy không, mang cái chùm nè, trái bắt đầu sẽ lớn dần nha. Đó mọi người, đây như một cái cây này nè mọi người xem, em sẽ đếm bao nhiêu chùm cho mọi người xem ha. Nè, một chùm nè, hai nè, ba bốn nè, năm sáu nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11 nè, 12 chùm. Đó, một cái cây như thế này ra mang 12 chùm, rất là đẹp. Khi mà trái nó sẽ to lên thì chùm nó sẽ khen khít nhau á. Mọi người thấy cái cây nó sẽ cân đối và trái chín, đây là giống nho đỏ mọi người ha. Khi mà trái chín nó là sẽ màu đỏ ha. Đó, mọi người rất là nhìn rất là đẹp mắt khi mà trái chín. Thì đây thì nó mới còn xanh xanh á, nên mọi người thấy nó cũng chưa có hấp dẫn lắm. Đó, đây là nho đỏ nha mọi người. Thì ngồi ra nó chỉ có gồm có thêm một chậu kiển, đó là nho kẹo ha. Thì mọi người xem xong cái này em sẽ quay thêm nho kẹo cho mọi người, giới thiệu cho mọi người xem nha. Đó thì nhiều anh chị mà có nhu cầu mình mua cây giống mà trồng để làm như thế này thì mình bắt chước theo là như thế này đều được nha. Đây là mẫu để cho mọi người có động lực nha mọi người. Đó như cái cây này nè, chậu đâu nó cũng có 40 thôi, nó cũng mang nè, 1 nè, 2 3 4 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7 chùm rất là đẹp. Một cái cây nho mang 7 chùm thì khi mà nó lớn rồi trái chùm sẽ dài ra thêm, trái to lên mọi người xem rất là đẹp. Thì đây là cái chậu nho kẹo này mọi người, đây là giống nho kẹo ha. Đây thì khi mà trái thì khi mà nó chín đó, nó sẽ màu đen nha mọi người. Đó thì đây mọi người xem, cây này thì nó ít quả một tí, nói chung mà nên giá thành từng cây nó sẽ khác nhau mỗi loại mọi người đó, nên mọi người lưu ý nha. Đó thì trái rất là xum xê, chín rất màu đen ha. Đó, khi nào mà nó to lên nữa là mọi người xem rất là đẹp luôn mọi người. Thế giới cây nho xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và tin tưởng. Chúng tôi là địa chỉ uy tín chuyên sản xuất và cung cấp sỉ và lẻ cây nho giống các loại: nho đỏ, nho ngón tay, nho kẹo, nho mẫu đơn, nho xanh, cây táo thái da xanh. Ngoài ra còn cung cấp phân bón và thuốc chuyên cho nho, táo, hoạt động với phương châm năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đến với thế giới cây nho, quý khách sẽ được tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, hỗ trợ vận chuyển, giao hàng toàn quốc nhanh chóng với giá thành hợp lý. Hotline 0568 583 707, địa chỉ Phước Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận. Thế giới cây nho, trao chất lượng, nhận niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.
Thế giới cây nho xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và tin tưởng. Chúng tôi là địa chỉ uy tín chuyên sản xuất và cung cấp sỉ và lẻ cây nho giống các loại: nho đỏ, nho ngón tay, nho kẹo, nho mẫu đơn, nho xanh, cây táo thái da xanh. Ngoài ra còn cung cấp phân bón và thuốc chuyên cho nho, táo, hoạt động với phương châm năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đến với thế giới cây nho, quý khách sẽ được tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, hỗ trợ vận chuyển, giao hàng toàn quốc nhanh chóng với giá thành hợp lý. Hotline 0568 583 707, địa chỉ Phước Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận. Thế giới cây nho, trao chất lượng, nhận niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, đó thì mọi người xem nãy giờ mọi người xem là em quay cho mọi người xem đầy đủ rồi đó, nhìn rất là bắt mắt nha mọi người. Đó, thì các anh chị có nhu cầu mua thì để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới nha. Đó, thì đến đây là cũng chào tạm biệt mọi người nha. Rồi khi nào mà những chùm nho nó to lên và nó sẽ chín, nó chín đỏ lên đó, thì em sẽ quay cho mọi người xem thử nó đẹp cỡ nào nha mọi người. Rồi nha mọi người ơi. Rồi. Mọi người có nhu cầu mua cây giống hoặc là mua những cái chậu như thế này, mọi người truy cập vào website thegioicaynho.vn nè. Số điện thoại của em là 056 8583 707 nha mọi người. Đó thì sỉ và lẻ em sẽ gửi toàn quốc. Các anh chị các năm trước chơi mua cái cây này về nha, thì mọi người nhớ là chơi xong là mọi người tưới nước để về bóng râm cho nó nha mọi người, để mình cắt cho nó ra trái tiếp. Nó cũng như cây mai vậy, chơi xong năm sau lại chơi tiếp, nó sẽ ra ho, cắt cành nó ra ho lại nha mọi người, chứ không phải là chơi xong là bỏ đâu. Đó nên mọi người lưu ý nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những clip tiếp theo nha mọi người. Rồi nếu cảm thấy kênh hay bổ ích thì mọi người hãy like và share để nhiều người anh chị biết đến nha.